天气呢？bác Hồ có dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Khi mình còn nhỏ thì mình sẽ quét nhà, lau nhà, phụ mẹ. Như vậy mình mới là người con ngoan chứ. Hi, xong rồi, nhà mình sạch sẽ quá. Thôi, mình đã phụ được công việc nhà giúp mẹ rồi. Bây giờ là tới giờ mình được xem TV. Mỗi ngày mình được xem nửa tiếng đồng hồ. Mình không dám xem nhiều đâu. Xem nhiều là mắt của mình nó sẽ bị đỏ đó. Mình chỉ xem nửa tiếng đồng hồ thôi. Thôi, mở TV lên. Hi, cái gì hay quá vậy? À, đây là giới thiệu phim Người đẹp và quái vật nè. Rising in the east, ước gì mình được đi xem ha. Anh hoàng tử đó, tự nhiên biến thành con quái vật à, tội nghiệp quá. À, mẹ về, mẹ về. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa sao sao nhà thấy sạch sẽ dữ vậy ta? Con mới lau đó mẹ. Con lau từ trên phòng khách xuống nhà bếp, rồi trên cầu thang luôn đó mẹ. Con lau chùi gọn gàng chưa? Wow, con gái của mẹ ngoan quá. Ngày nào con gái của mẹ cũng biết phụ giúp mẹ hết. Con đúng là con gái ngoan của mẹ. À mẹ ơi mẹ, hồi nãy con mới xem trong TV á, ở trong các rạp đang chiếu phim Người đẹp và quái vật đó mẹ. À, cái phim Người đẹp và quái vật á hả? À, có phải là cái phim mà có cô công chúa ăn trúng trái táo, ăn xong rồi bị chết trong rừng đúng không? À, không phải đâu mẹ. Cái đó là chuyện khác. Còn cái chuyện này là có anh hoàng tử, ảnh kiêu ngạo quá nên ảnh bị bà tiên biến thành con quái vật đó. À, vậy à. À, lâu rồi mẹ cũng quên mất, mẹ nhớ lộn phim này qua phim kia rồi. Được rồi, để về mẹ nói với ba Ken của con, cuối tuần này gia đình mình đi xem phim ha. À, mà muốn được như vậy thì phải hôn mẹ một cái nè. Dạ, con yêu mẹ nhất trên đời. Rồi, thôi, bây giờ hai mẹ con mình đi xuống bếp. Con phụ mẹ lặt rau, rửa rau nè. Rồi mình nấu cơm tối, ba Ken về ba Ken ăn, rồi mình rủ ba đi xem phim ha. Dạ, thích quá. Các bạn ơi, Lucy đã được ba mẹ dắt đi xem phim Người đẹp và quái vật rồi đó. Và trong lúc bốc thăm trúng thưởng, Lucy may mắn được bốc trúng cái này nè. Các bạn thấy không? Không biết cái hộp này là hộp gì nữa, nhưng mà trên vỏ hộp các bạn nhìn thấy có một con quái vật và một cô gái thiệt là xinh đẹp luôn nè. Đây là của hãng Disney đó, Disney Digital. Ý, mà bên trong lại có những cô vịt nữa kìa. Không biết cái hộp này có cái gì mà hay quá vậy ta? Đâu để xem thử giới thiệu nha. À, đây là một cái hộp đồ chơi mà nó giúp cho người chơi luyện được thính giác, mình luyện được kỹ năng nghe của mình đó. Wow, hay dữ vậy ta. Thôi, để mình mở hộp ra mình xem thử bên trong nó có cái gì mà hay như vậy chứ. Bang. Wow, bên trong hộp này các bạn, có một cái vòng màu xanh, ở giữa có con ếch và lá sen nữa nè, và có tới đến 6 chú vịt lận, còn có thẻ bài nữa, còn có cái trứng nữa nè. Đầu tiên là cái vòng màu xanh. À, cái vòng này có thể xoay được. Cái vòng màu xanh này tượng trưng cho cái hồ nước đó các bạn. Nó có màu xanh của nước nè. Còn đây là cái trứng. Cái trứng này bị bể rồi, bị ung, bị hư rồi. Còn đây là cái trứng bình thường, có con vịt con ở bên trong. Ý, mà trong cái trứng này còn có pin nữa nè. À, khi mình giật cái này ra thì con vịt bên trong nó sẽ kêu cạp 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 đó. À, còn đây là 9 thẻ bài. 9 thẻ bài này tượng trưng giống như tiền vậy đó, để người chơi có thể đặt cược với nhau. Còn đây là 6 cô nàng vịt. 6 cô nàng vịt này dễ thương quá. Những cô vịt này đã biết đẻ trứng rồi đó. Và mình sẽ cho những cô vịt này lên trên những cái ổ. Bên trong đó mình có đẻ cái trứng có con vịt bên trong và cái trứng bị ung. Và mình sẽ quay một vòng để mình lắng nghe thử tiếng cạp cạp được phát ra từ vị trí của bạn vịt nào. Sau đó mình sẽ lựa chọn. Nếu mình lựa chọn trúng bạn vịt mà có cái trứng có vịt con bên trong thì mình sẽ được tặng một thẻ bài. Còn nếu như mình chọn con vịt mà có cái trứng ung bên trong thì mình bị thua mất một thẻ bài. Còn nếu như mình mở cô nàng vịt ra mà bên trong không có trứng thì coi như là què. Wow, trò chơi này chơi vui à nha. Nhưng mà chơi một mình thì buồn quá.
Thôi được rồi, để mình đi rủ dì Út và bạn Ako qua chơi mới được. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KM Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. À, mọi người tới rồi. Ý, cái gì vậy Lucy? Wow, sao nhà Lucy bữa nay nhiều vịt quá vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tới 6 con vịt luôn. Còn có cái phòng màu xanh nữa nè. Ha, cái phim này mình coi rồi, Người đẹp và quái vật. Hồi tối mình mới được đi xem nè. Đúng rồi, Lucy cũng mới được đi xem hồi tối, mà may mắn được tặng cái hộp đồ chơi này đó. Wow, Lucy hên dữ vậy ta. Chắc trò chơi này chơi vui lắm đây. À, thôi thôi, tụi mình bắt đầu chơi luôn đi. Hồi hộp quá à. Rồi, để bây giờ Lucy giải thích lại cho dì Út và Ako nghe nha. Đầu tiên trên cái vòng xoay này mình sẽ có hai cái trứng. Một cái trứng bị bể và một cái trứng không bị bể. Còn đây là 9 thẻ bài, tượng trưng giống như tiền để đặt cược vậy đó. Và ở đây là có 6 cô vịt. Những cô vịt này sẽ leo lên đây và che mất những cái trứng. Nhiệm vụ của mình là phải tìm ra được chú vịt nào có chứa cái trứng còn nguyên vẹn ở bên trong. Còn nếu ai tìm được cái trứng mà bị bể thì người đó sẽ bị trừ tiền. Rồi, bắt đầu cho những nàng vịt leo lên trên cái ổ của mình thôi. Nhưng mà 6 khu vịt cô nào cũng y chang hết, cho nên mình không có nhớ được đâu. Mà mình phải ráng lắng nghe. Tại vì bên trong cái khu vịt mà có cái trứng nguyên vẹn sẽ kêu cạp 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 đó. Rồi, bây giờ sẽ phát tiền cho mỗi người. Mỗi người sẽ được 1 đồng tiền. Bây giờ mình sẽ quay, sau đó mình chọn. Nếu như người nào mà được 3 thẻ tiền đầu tiên thì người đó sẽ thắng nha. Quay thôi. Ý, mình mới nghe cạp 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 ở đâu đây nè. Con nào ta. Rồi, vòng quay đã dừng rồi. Mọi người lựa chọn đi. Ako, cho Ako chọn. Ako mới nghe tiếng cạp cạp ở đâu đây gần nè. Rồi, Ako chọn con vịt này. Rồi, tới chibi trắng đó. Hình như mình nghe cạp cạp ở đâu. Hình như con vịt này nè. Hay là con vịt bên này ta? Mình nghe nó cạp cạp gần đó. Rồi, thôi chọn con vịt này. Còn Lucy hả? Lucy chọn con vịt này. Rồi, mở vịt ra. Oh yeah! Mở ra lần đầu tiên là mình đã chiến thắng rồi. Mình thiệt là may mắn quá. Hi, mình được tặng 1 đồng tiền. Rồi, tới chibi trắng. Cái trứng bị bể. Trời, sao xui quá vậy? Mới có vòng đầu tiên à. Bị trừ hết tiền luôn. Rồi, thả đồng tiền của chibi trắng vô trong vòng giữa này. Rồi, tới Lucy. À, con không có cái trứng nào cho nên con què, không có bị mất tiền. Rồi, tiếp tục nha. Cạp cạp, cạp cạp. Cạp cạp ở đâu vậy ta? Cô vịt nào đây? Mình cũng mới nghe nó cạp cạp ở đâu nè. Để xem. Ơi, mình lựa con này đi. Con này gần mình nhất. Mình cũng nghe nó cạp cạp ở đâu đây nè. Thôi mình lựa con kế bên của Ako đi. Vậy bây giờ con sẽ chọn cô vịt này. Con cũng nghe cạp cạp ở cô vịt này nè. Rồi mở ra. À, lại thắng nữa rồi. Cái này là cái trứng có con vịt nè. Ơi, sao hôm nay mình may mắn dữ vậy ta? Mình mở 2 lần đều trúng hết. Hả? Sao cô hên quá vậy? Rồi, đây là đồng tiền của Ako được thưởng đây. Hả? Ako được tới 3 cái thẻ rồi. Vậy là vòng này là xong luôn rồi. À, nhưng mà mình cũng chưa biết được ai là người thua. Tại vì nếu như mà bé Lucy mở ra mà gặp cái trứng vịt bị bể thì Ako cũng bị trừ mất tiền. Coi như Ako và Chibi trắng què rồi. Nên bây giờ mình cũng chưa biết ai thua mà. Mở ra. Ê, không có cái trứng bị bể. Hên quá, mình không bị trừ tiền. Tại giờ mình cũng đâu còn tiền đâu mà trừ. Hả? Vậy, có khi nào cái trứng bị bể ngay chỗ con không vậy ta? Thôi để con mở ra thử. Ôi, hên quá. Không có cái trứng nào hết. Vậy là què, vậy là con vẫn còn 1 đồng tiền. Ôi, vậy là mình đã chiến thắng rồi. Mình được 3 thẻ đầu tiên. Lucy còn 1 thẻ, vậy thì Chibi trắng là người thua cuộc. Chibi trắng phải bị phạt thôi. Hả? Bị phạt hả? Sao bữa nay mình xui dữ vậy ta? Vậy phạt cái gì vậy? Mình đang chơi trò con vịt mà. Vậy thì mình chơi trò lùa vịt luôn đi. Chơi làm sao? Vậy nè, chị bị trắng sẽ leo lên trên đây. Chị bị trắng sẽ đóng giả là một cô gái đi chăn vịt. Một cô gái nhà nghèo, khổ cực lem luốc. À, nếu mà lem luốc khổ cực thì gương mặt sẽ là dính đầy bùn đúng không? Tại đi chăn vịt mà. Vậy thì mình sẽ vẽ mặt mèo cho chibi trắng thôi. Nè,
mong mọi người vẽ ít ít mực thôi nha, để cho gương mặt mình còn đẹp đẹp xíu. Trời, đã làm cô gái chân vịt rồi mà còn đòi mặt đẹp nữa chứ. Đứng im, đứng im. Đầu tiên là sẽ vẽ cái mặt con mèo có 3 cái râu. Sau đó vẽ đôi mắt thâm quầng, vì tối con vịt nó kêu nhiều quá ngủ không được. Hả, mấy bạn vẽ cái gì vậy? Mình giống như con mèo quá à. Rồi bây giờ dì Út ngồi lên con vịt nha. Còn với lại cô sẽ quay cái phòng vịt này đây. Mà vừa quay phải vừa kêu tiếng con vịt nữa đó. Vịt lê, vịt đẻ, vịt lê, vịt đẻ. Ôi, chóng mặt, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Vịt lê, chóng mặt quá, quay chậm chậm thôi. Vịt lê, vịt đẻ, vịt lê, vịt đẻ, vịt lê, vịt đẻ. Chóng mặt, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Rồi, tha cho dì Út đó. Chơi lại đi. Nhưng mà khoan khoan, các bạn búp bê ơi, trước khi chơi lại, bé Na muốn các bạn đang xem video này cùng chơi với bé Na. Các bạn ơi, đây là cái vòng quay. Ở đây là có hai cái trứng nè, các bạn để ý nha. Cái trứng này là không bị bể và cái trứng này bị bể. Rồi, bây giờ bé Na sẽ đậy những con vịt lên và bé Na sẽ quay. Các bạn sẽ lắng nghe thử xem con vịt nào phát ra tiếng kêu cạp cạp nha. Các bạn hãy lựa chọn thử và cùng chơi với Na nha. Xem thử thính giác lỗ tai của các bạn có thính không nè. Rồi bây giờ bé Na sẽ quay đây. Rồi các bạn lựa chọn xong chưa? Các bạn nhớ vị trí con vịt của mình nha. Bây giờ Na sẽ mở lần lượt từng con vịt ra. Các bạn xem thử mình đoán có đúng không nha. Nếu đúng thì hãy thông báo cho Na biết với. Na muốn biết độ may mắn của các bạn đến mức độ nào. Rồi mở ra. Bạn đã đoán trúng hay không? Hãy bình luận cho Na biết với nha. Thôi video đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn nút thích video, nhấn nút chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký thành viên kênh Kang Channel thì hãy nhấn nút màu đỏ này, để khi Na có video mới, Na sẽ thông báo đến cho các bạn, để các bạn xem được đầu tiên luôn nha. Thôi bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi Na đăng video mới lên YouTube trên kênh Kang Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.